Đây nè, cherry này mọi người. Đố mọi người biết quả này là quả gì. Nó xanh nó cũng chua đấy. Hạt của nó tách rời luôn. Chua chua ngọt ngọt nhá. Chị còn có mang mới tôm đi cơ. Lát nữa lấy quả này chấm. Ui, em đã hái xong rồi á. Wow. Ngon nhỉ? Ừ, ngon lắm ấy. Chị sợ đóng cửa à. Đi hái cherry. Huyền, quay lại, quay áo lại đây. Đó, đi hái gì là biết rồi này. Đây chính là người giới thiệu chỗ này. Xong để nó đóng cửa đây. Tội em rất là lớn. Chị đã nghi là phải gọi điện trước rồi. Tuấn bảo là đến không cần phải gọi điện, đến là được. Đây, và vườn cherry không có một quả cherry nào hết. Chúng ta phải dậy từ rất sớm. Quá là buồn luôn ý. Đâu? Chị thấy rồi, nhưng mà kiểu ít đấy nên là người ta đóng cửa rồi. Quả nhỏ duy nhất nó đỏ tím tím lịm luôn. Bây giờ không được hái cherry nữa. Ở đây có mơ ấy. Cô chủ bảo là hái mơ cũng được, nhưng mà mơ thì không thích ăn đâu. Ê thôi đi chỗ khác đi, hay là đi đâu đi. Chứ đứng ở vườn nhà người ta hơi kỳ ấy. Mình đi ra ngoài kia một tí đi. Đẹp nhờ, chỗ này đẹp. Annyeonghaseyo. Mình được chụp ảnh ở đây không nhỉ? Lỡ đến mất rồi. Anye, cô ấy gọi lại làm gì ấy? Ăn thử đây nè, ảnh mọi người hái cherry này, nhưng mà hết mùa rồi. Nhưng mà quả này chua lắm. Đây nè, cô ấy bảo là bây giờ chỉ còn quả này thôi, hái quả này không. Nhờ, ngon nhờ. Ừ. Ngọt rất. Mơ Hàn Quốc ấy. 네, 제가 어딘지 알려드리고 올게요. 그리고 이제 다 채운 다음에 닫아질 수 있는 만큼만 따서 나오시면 돼요. 네네네. 이쪽으로 오세요. Bọn mình định về rồi mà cô ấy gọi lại để ăn cái quả kia. Xong thấy ngon quá nên bây giờ quyết định đi hái. Với bà cô ấy bảo là trong đấy có mấy cây cherry nữa nên mong là mấy cây đấy nó có quả. Không có một bóng người luôn đấy. Đây là vườn cherry nha. À quên, đây là vườn quả. Quả mơ Hàn Quốc. Đây nè, mấy cây này thì đều là cherry này. Đó, nhưng mà không còn quả ạ. Đây nè, cherry này mọi người. Wow, 진짜 크다. 예쁘죠? 네. 네. 여기서 따시면 되고요. 잘 익은 걸로 따셔서 크고 좋은 걸로 따시고 거의 항상 전 개수가 거의 이런 식으로 해서 4개, 3개에서 12개 한 24개 정도 들어가요. 그래서 따셔서 꼭 다 이렇게 딱딱 닫으시고 오시면 돼요. 사진도 예쁘게 찍고 크고 좋은 걸로 잘 따세요. 네, 감사합니다. 네. Bây giờ là được ăn thỏa thích và được cầm một cái hộp này mang về. Đây mọi người, quả của nó siêu to luôn ấy. Ăn luôn đi, hái một quả. Nó rất là to luôn ấy. Nhìn nó như quả cam ấy. Nhưng mà nó là quả mơ. Mơ này là mơ ngọt. Không, nó xanh nó cũng chua đấy. Nhưng mà bây giờ thì ăn ngọt rồi. Này, nhìn nhắc. Đó. Hạt của nó tách rời luôn. Ăn cái này rất là dễ. Nhưng mà mùa vui nhỉ. Ờ. Nè, chắc chắn là một bộ móng dưa hấu đi hái cherry nhưng mà cuối cùng lại thành mơ. À, để. Để. Ừ. Quả này ăn kiểu chua chua ngọt ngọt nhá, chứ không không có ngọt đâu. Chắc là phải quả mềm nhũn ăn mới ngọt đấy Tuấn ạ. Nhưng mà cũng ngon. Thật ra có sâu này. Ừ. Ngon luôn ấy. Ừ. Phải mang hạt đào nhờ. Mang hạt về trồng. Quên không lấy cái gói muối ở Huyền mang ra đây. Thích một cái là ở đây kiểu không có người ấy. Ừ. Tại vì mọi người thích đi hái cherry nhiều thôi, còn hái qua này thì đi ít nên là vườn này hầu như là không có ai cả. Vườn cherry này. Ê chị thấy một quả Tuấn ạ. Ở trên ngọn cây. Cao quá. Đó. Mình phải trèo lên làm đi à. Ui. Mình nhìn thấy một quả. Đây, một quả siêu to luôn cơ. Đây. Nó to lắm ấy. Này. Siêu to luôn. Nhưng mà chưa chín. Ăn thử. Tự dưng ấy, ăn cái quả vừa nãy xong, ăn cherry thấy nó nhạt ấy. Công nhận là cái quả kia ngon hơn thật. Thôi chị đi hái quả kia đây. Ăn cherry xong thấy sang quả này cũng ngon. Quả này ăn nó ngọt, đậm đà hơn. Nó cherry, cherry ăn nó hơi nhạt. Với cả quả này siêu nhiều luôn ấy. Mùa nào ăn quả đấy đi, cho nó hợp lý. Em mình đi hái.
chọn quả nào to nhất thì hái mang về. Đầy hộp thì thôi. To nhở? To lắm ý. To như quả đào, quả cam ý. Được hái mất hộp này mang về, nhưng mà mình nghĩ là sẽ để được 15 quả thôi nhở. Chứ quả này nó to quá. Một cái vườn rộng như thế này chúng ta nên đi kiếm những quả to nhất để chúng ta hái mọi người ạ. Cây này hơi nhỏ. Ui, to nhưng hơi xanh. Chị còn có con mang mới tôm đi cơ, lát nữa lấy quả này chấm này. Những quả chua chua ăn mới tôm là bao ngon luôn. Ui, quả này to lắm ý. Mà cây này sai nhở, sai trái hay là sai trái? Cô chủ vườn bảo là hái những quả to đẹp, lỡ mà hái về quả không to thì cũng đừng có vứt đi. Hái quả này là quả mận nha mọi người. Mơ. Mơ nha. Quả mơ nha mọi người. Đây mà là mận là cái huyền nó xông vào đây rồi. Quả rất là to luôn. Nhưng mà không, hơi xanh ấy. Quả này hơi xanh. Phải hái quả chín chứ. Nhưng mà xanh cũng không sao. Chị có muối tôm yên tâm. Ồ, lát ra chấm muối. Wow. Nhưng kiểu quả vàng vàng ấy nó mới ngon ấy. Ừ. Em thích ăn kiểu quả như này thôi chứ không à? không quá vàng ấy. Chị thích ăn nó chín hẳn ấy, ngọt lịm luôn mọi người ạ. Nhưng mà cái cây này quả quá to luôn ấy. Ừ. Đúng không? Ờ. Nhìn là to hơn cái đầu của em. Ủa. Không, nhưng mà càng tên cao là càng to ấy, đang hay chị sao chị ạ? Đấy nghe gọi là nghệ thuật phóng đại. Đấy, mặc đồ cao bồi. Xong đi vào vườn hái mơ. Người ta tưởng là nông dân ở đây luôn ấy. Ừ. Nhưng mà thực chất là mình là khách nha mọi người. Còn cái người cầm điện thoại ấy, thực chất là nông dân ở đây ấy. Chị là chủ vườn ở đây nha. Ôi là trời, một người 1m8 nhảy lên hái. Chắc chị phải trèo. Ui, em đã hái xong rồi á. Mơ xanh cũng có hay là mơ này cũng có. Mơ xanh thì chua, với cả thường là để ngâm rượu hay là ngâm nước. Còn cái này thì để ăn luôn, rất là ngọt. Siêu ngọt. Ngon đấy. Wow, quả này thì là chín rồi này, ngọt nha. Chăn. Xong một thời gian hái thì mình đây, đã hái xong rồi. Và bây giờ thì bọn mình sẽ đi ra ngoài. Em gái mình đang đợi. Bây giờ mang quả này vào chấm muối là bá cháy luôn ý. Trời ơi. Cho xin ít muối nào. Wow. Có trà sữa Thái của nhà kem nhá. Nóng à. Mấy quả chua chua như này chấm nẹ là bao ngon. Ngon nhỉ? Ừ, ngon lắm ấy. Rất là ngon luôn. Ngọt nhờ. Nhưng mà đáng lẽ là phải rửa ấy, không mấy ăn ấy. Qua mưa quả. Sau một hồi đi hái vất vả thì bọn mình quyết định thưởng cho bản thân bằng một bữa thịt nướng. Thịt ở đây là buffet mà nhìn khá là chất lượng nha. Có cả bánh bao, bánh bao không nha, có sốt. Wow, nhiều thịt ngon này. Đúng không? Thịt ở đây kiểu chất lượng luôn đấy. Mình là cái này đi. Lấy loại nào cũng được mà. Cái này là sườn, chị thích ăn thịt sườn. Đúng rồi, lấy cái đấy đi. Với lại lấy một khay đấy. Kết thúc một ngày đi hái cherry, dù không hái được nhưng mà cũng khá là thú vị. Bye bye.